Rất vui được gặp lại quý vị trong phần tiếp theo của bản tin FPNC ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, liên quan đến đề xuất cho phép xe ô tô du lịch tự lái được hoạt động qua lại giữa thành phố Móng Cái, Việt Nam và thành phố Đông Hưng, Trung Quốc, hôm qua Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định cho phép thí điểm hoạt động này. Việc thí điểm ô tô du lịch tự lái qua cửa khẩu Móng Cái được áp dụng cho các xe du lịch từ 9 chỗ ngồi trở xuống và phải đi theo đoàn. Các xe này chỉ được hoạt động trong phạm vi thành phố Móng Cái, không bao gồm các tuyến đường tỉnh lộ, đường hành lang khu vực biên giới và không vượt quá khu vực km 15. Mỗi bên sẽ chỉ định một doanh nghiệp du lịch đứng ra làm đầu mối khai thác hoạt động của loại hình xe du lịch tự lái và làm thủ tục cho các phương tiện khi qua lại cửa khẩu. Phía Việt Nam, tỉnh Quảng Ninh giao công ty cổ phần du lịch và dịch vụ Hồng Gai đứng ra làm đầu mối. Phương án cấp phép hoạt động xe ô tô du lịch tự lái từ Trung Quốc sẽ do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh thống nhất với Bộ Giao thông Vận tải. Theo thống nhất giữa Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Tài chính trong bản dự thảo điều chỉnh giá cước đường bộ, doanh nghiệp và nhà xe phải kê khai lại nếu giá tăng giảm 3% so với mức trước đó trong vòng 5 ngày. Trong dự thảo thông tư về hướng dẫn giá cước đường bộ, Bộ Tài chính và Bộ Giao thông Vận tải đã thống nhất quy định 5 ngày kể từ khi giá nguyên liệu giảm từ 20% so với thời điểm liền kề trước, thì doanh nghiệp và nhà xe phải kê khai lại hoặc giảm giá cước phù hợp với mức giảm của giá xăng dầu. Bên cạnh đó, doanh nghiệp kinh doanh vận tải phải kê khai lại nếu tăng hoặc giảm giá cước vượt mức 3% so với mức giá đã kê khai trước đó. Trong trường hợp giá tăng hoặc giảm dưới 3%, thì doanh nghiệp và nhà xe phải gửi văn bản thông báo cho cơ quan tiếp nhận trước khi áp dụng giá mới. Đối với việc áp dụng phụ thu trong dịp Tết Nguyên Đán của tuyến vận tải hành khách, thời gian phụ thu tối đa trong 10 ngày trước và 10 ngày sau mùng 1 Tết âm lịch. Tỷ lệ phụ thu tối đa sẽ được liên bộ quy định sau khi lấy ý kiến từ các địa phương, đơn vị vận tải. Kính thưa quý vị, Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành văn bản xử phạt 7 hãng taxi ở thành phố vì không chịu kê khai giảm giá cước sau khi xăng dầu giảm liên tục. Sở Tài chính Thành phố cho biết sẽ bắt đầu kiểm tra và xử phạt đối với 7 doanh nghiệp taxi chưa giảm giá cước trong tuần này. Ngay sau thông tin trên, một số hãng đã lập tức giảm giá cước. Merlin thông báo sẽ giảm 300 đồng một km. Happy Taxi giảm 500 đồng 1 km từ ngày 12 tháng 1. Một số hãng khác như Hoàng Long, Vina Taxi, Taxi Bến Thành cũng đã nộp phương án và sẽ điều chỉnh giá cước trong vài ngày tới. Theo Sở Tài chính, hiện đã có 8 trên 15 hãng taxi hoạt động trên địa bàn thành phố đã kê khai giảm cước từ 2 đến 6%. Sở cho biết các doanh nghiệp phải tuân thủ công văn của Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu giảm giá cước theo giá xăng dầu, góp phần giảm giá thành các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ dịp Tết. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chú trọng 6 thị trường chủ lực thu hút đầu tư trong năm nay, trong đó thực hiện nhiều giải pháp đón đầu làn sóng đầu tư từ các doanh nghiệp Nhật Bản. Đây là nội dung trong chương trình xúc tiến đầu tư năm 2016 do Ủy ban nhân dân thành phố vừa phê duyệt. Nội dung chương trình xúc tiến đầu tư năm 2016 nêu rõ sẽ tập trung vào 4 ngành công nghiệp chủ yếu và 9 ngành dịch vụ chủ lực, trong đó có lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao và công nghiệp phụ trợ. Để đón đầu làn sóng đầu tư từ Nhật Bản, thành phố sẽ thành lập cơ quan một cửa dành riêng cho nhà đầu tư này nhằm hỗ trợ thông tin tối đa cho họ. Dự kiến trong năm nay sẽ có 108 hoạt động xúc tiến thương mại đầu tư được tổ chức, tổng kinh phí từ ngân sách thành phố hỗ trợ khoảng 20 tỷ đồng. Các quốc gia dẫn đầu đầu tư vào thành phố trong thời gian qua là Singapore, Malaysia, Vương quốc Anh. Tính đến nay, toàn thành phố có gần 5.800 dự án đầu tư nước ngoài còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký gần 39 tỷ đô la Mỹ. Kính thưa quý vị, với khẩu hiệu thế giới cần có khoa học cần đến phụ nữ, cách đây 18 năm, tổ chức UNESCO đã phát động chương trình vì sự phát triển phụ nữ trong khoa học. Cho đến nay, thì khi hai thập niên đã trầm trèm trôi qua, thì khoa học công nghệ đã thực sự trở thành nhân tố và động lực lớn cho những tiến bộ trong đời sống kinh tế xã hội. Tuy nhiên, thì so với nam giới, bóng dáng của người phụ nữ trên địa hạt này vẫn thiếu vắng. Những thách thức đối với phụ nữ trong nghiên cứu khoa học vẫn còn đó và đang cần được tháo dỡ. Thống kê của UNESCO cho biết 30% sinh viên các ngành khoa học trên thế giới là nữ, 25% các nhà khoa học là nữ giới và chỉ 2,9% chủ nhân giải thưởng Nobel là nữ. Tại Việt Nam, ước tính của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ cho biết khoảng 40% nhà khoa học trong nước là phụ nữ. Con số này cao hơn bình quân thế giới nhưng cũng phản ánh vẫn còn những rào cản trở ngại để phụ nữ tham gia hoặc theo đuổi sự nghiệp khoa học của mình. Rào cản sẽ càng cao khi trọng trách trong nghiên cứu của họ càng lớn. Cụ thể, số liệu năm 2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, tỷ lệ phụ nữ làm chủ nhiệm đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ trở lên chiếm khoảng 10% và làm chủ nhiệm đề tài cấp nhà nước chỉ chiếm 0,2%. Theo các chuyên gia, các nguyên nhân chính khiến phụ nữ Việt Nam vẫn còn gặp khó khăn khi nghiên cứu khoa học là tư tưởng phân biệt đối xử, ít tin cậy vào các ý tưởng và công trình khoa học của các cán bộ nữ trong tổ chức. Phụ nữ cũng ít nhận được sự ủng hộ làm khoa học, trong khi lại có ít thời gian dành cho nghiên cứu khoa học hơn so với nam giới. Tuy nhiên, các nguyên nhân trên là khách quan và hoàn toàn có thể thay đổi. Điều này cũng đã được đặt ra trong chiến lược quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ, trong đó có vấn đề bình đẳng giới trong hoạt động nghiên cứu khoa học, vốn cần thêm động thái triển khai mạnh hơn nữa.
Song song đó, nhiều ý kiến cho rằng thành công trong khoa học đối với phụ nữ vẫn phụ thuộc bản thân là chủ yếu. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Hoa, nữ khoa học gia từng nhận giải thưởng Kovalev Kaya, người đã hàng chục năm dùng những phát minh của mình để gây dựng nên tập đoàn Sơn Kova cho rằng, phụ nữ làm nghiên cứu khoa học là vô cùng khó, nhưng thay vì trông chờ sự hỗ trợ từ bên ngoài, người phụ nữ nên trông cậy vào chính mình là chính. Nói chung, phụ nữ làm nghiên cứu khoa học thì vô cùng khó, bởi vì một gánh nặng gia đình. Đấy. Bản chất của phụ nữ thì thường là rụt rè, nhưng đối với tôi ấy, thì là gánh nặng gia đình thì tôi cũng giải quyết được hết. Đấy. Và cái thứ hai nữa là tôi rất là mạnh bạo, và có nghĩa là liều. Trong cái khoa học nghiên cứu học phải có cái liều. Có nghĩa là hơi một chút là sợ, và không bao giờ chờ đợi nhà nước cấm kinh phí, chờ đợi chỗ nọ chỗ kia, mà mình phải tự tạo ra làm. Thậm chí cái gai đầu nghiên cứu là đi vay khắp mọi nơi. Thành công không bao giờ có công thức chung, nhưng có thể có cùng nền tảng. Đối với những người phụ nữ đêm ngày làm việc trong phòng thí nghiệm hay là ngồi bên những khối tư liệu đồ sộ, nền tảng thứ nhất là đam mê. Đối với Trường Ý Nhi, cô cử nhân vừa tốt nghiệp Đại học Ngoại thương cơ sở 2, người từng đạt hạng nhì nghiên cứu khoa học sinh viên cấp bộ giải tài năng khoa học trẻ Việt Nam, cùng hàng loạt giải thưởng khác, thì đam mê với khoa học chính là niềm đam mê khẳng định giá trị của bản thân. Bây giờ những cái tấm gương mà nữ học giỏi và xuất chúng cũng khá là nhiều, cho nên là tụi em càng có động lực hơn để phấn đấu, không phải là phấn đấu để hơn các bạn nam, là phấn đấu vì bản thân mình. Em chỉ nghĩ là những khoa học là mang đến giá trị cho bản thân và cho cộng đồng, chứ không phải là vì một cái vị trí xã hội nào hay là để chứng tỏ nữ giới có uy quyền như thế nào. Và nền tảng thứ hai không ai khác chính là gia đình. Trò chuyện bên lề một sự kiện tổ chức tại Việt Nam, tiến sĩ Geraldine Rickman, đại sứ khoa học của Hoa Kỳ chia sẻ, phụ nữ làm khoa học không nên đơn độc, họ cần hai chỗ dựa. Cụ thể, sau đam mê chính là sự hậu thuẫn của chồng con. Thật sự mà nói, phụ nữ làm khoa học gặp rất nhiều khó khăn. Tôi cũng gặp không ít thách thức trong suốt sự nghiệp 40 năm nghiên cứu của mình. Vấn đề quan trọng nhất là bạn phải thật sự yêu những gì mình làm. Phải có đam mê với khoa học, đam mê gặt hái thành công, đam mê giúp đỡ người khác thì bạn mới có thể vượt qua những khó khăn. Nhưng phải chắc chắn rằng bạn không làm tất cả những điều đó một mình. Bạn phải cần có sự hỗ trợ của nhiều người, nhiều yếu tố quanh mình. Ví dụ như tôi, chồng và các con tôi hỗ trợ tôi rất mạnh mẽ trong suốt những năm qua. Điều đó đã giúp tôi làm được rất nhiều điều, vì tôi biết rằng họ luôn đứng sau tôi, ủng hộ tôi. Song song đó, khi bắt tay nghiên cứu, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Huệ cho rằng nữ giới cần có óc thực tế. Hiện nay thì rất nhiều nhà khoa học rất giỏi, chứ không phải là tôi mới giỏi đâu. Nhiều nhà giỏi lắm, nhưng mà họ nghiên cứu xong họ bỏ ngăn kéo. Họ không ứng dụng được, có thể là do nhiều lý do. Thứ nhất là không có tiền, nhưng vì tiền mình phải tạo ra thôi. Chứ tôi mới đầu đâu có tiền đâu. Nhưng quan trọng nhất là phải nghiên cứu cái gì xã hội cần. Xã hội không cần mà mình lao vào nghiên cứu, nhiều khi mình rất là phí. Thứ hai, cái gì là thế giới đã làm rồi thì mình không nên làm lại. Vì làm lại mình sẽ đi truyền một cái đường vòng rất lâu mà họ đã làm rồi thì mình không cạnh tranh nổi. Đấy, và phải hết sức chịu khó, chịu đựng. Cái chịu khó cái gọi là tài, là một sự kiên nhẫn kéo dài mà. Các nhà khoa học nữ thường ví von rằng nam giới và phụ nữ làm khoa học cũng vẫn đi chung một con đường. Con đường đó chính là chuyên môn. Tuy nhiên, nam giới sẽ dễ dàng đến đích hơn vì trên hành trình ấy họ không vác theo những gánh nặng khác, thường là do giới tính mặc định. Do đó, những gánh nặng không tên dù không được viết lại trong các báo cáo nghiên cứu nhưng cũng cần sự thừa nhận và chia sẻ cụ thể để những nỗ lực của các nữ khoa học gia sớm sinh trái ngọt. Chuyển sang thông tin về thị trường chứng khoán trong nước trong phiên giao dịch ngày hôm nay, thưa quý vị. Sắc xanh đã trở lại trên hai sàn chứng khoán trong phiên giao dịch ngày 22 tháng 1 và sự hỗ trợ từ các cổ phiếu vốn hóa lớn đã giúp cho VN Index vững chắc trên mốc 560 điểm. Khởi động phiên giao dịch, VN Index có dấu hiệu tăng tốc nhờ vào sự hỗ trợ của một loạt cổ phiếu trong rổ VN30. Các mã như Masan, Vinamilk, Vietcombank tăng giá tốt giúp cho chỉ số được đẩy lên mốc 560 điểm. Mặc dù vậy, tâm lý nhà đầu tư vẫn duy trì trạng thái thận trọng khi mà hoạt động giao dịch tiếp tục duy trì ở mức thấp. Bước sang phiên buổi chiều, đà tăng của chỉ số tăng tốc mạnh hơn khi số lượng mã vốn hóa lớn tăng giá chiếm ưu thế trên sàn. Bên cạnh đó là sắc tím xuất hiện ở nhiều cổ phiếu mang tính đầu cơ cao như FLC, HSS, VHG của cao su Quảng Nam. Đáng chú ý là nhóm dầu khí có phiên đồng loạt giảm giá do tác động từ sự trượt dốc của giá dầu thế giới những ngày gần đây. Khép phiên, VN Index tăng hơn 6 điểm lên mốc 564,26 điểm. Thanh khoản chỉ đạt gần 1.600 tỷ đồng, tương đương hơn 118 triệu đơn vị được chuyển nhượng. Tại sàn Hà Nội, chỉ số HNX Index dao động trong biên độ hẹp gần như suốt phiên và tăng tốc dần về cuối phiên giao dịch. Xu thế giảm của cổ phiếu dầu khí đã hạn chế đà tăng của chỉ số, thanh khoản trên sàn tiếp tục ở mức thấp. Chốt phiên, HNX Index tăng 0,7% lên mốc 76,65 điểm, khối lượng giao dịch sấp xỉ 48 triệu đơn vị, ứng với gần 450 tỷ đồng.
vừa rồi là những thông tin thời sự nổi bật trong nước, và trong phần tiếp theo chúng tôi xin mời quý vị cùng cập nhật những tin tức đáng lưu ý ở khu vực châu Á. Tính đến tháng 11 năm 2015, Nhật Bản có thêm thắng thặng dư tài khoản vãng lai thứ 17 liên tiếp. Vốn đầu tư nước ngoài vào Thái Lan trong 11 tháng đầu năm 2015 giảm 78% so với cùng kỳ.